các bạn quay trở lại với chương trình trải nghiệm sản phẩm của Oshima. Ngày hôm nay tôi sẽ giới thiệu các bạn đó là sản phẩm đầu xịt Oshima OS39AS với hiệu quả làm việc tối ưu. Còn chần chừ gì nữa, chúng ta hãy cùng xem như thế nào nhé. Trước mặt tôi đó là đầu xịt OS39AS được thiết kế vô cùng tinh xảo. Chữ Oshima được dệt nổi trên máy, bên ngoài được phủ một lớp sơn tĩnh điện. Phần đuôi là được làm bằng thép không gỉ, trọng lượng máy chỉ nhẹ 7,5 kg, piston lớn bằng sứ, công suất của máy là 2 HP, tốc độ vòng quay của máy là từ 800 đến 1200 vòng trên phút, áp lực phun từ 21 đến 45 kg, lưu lượng nước từ 17 đến 27 lít trên phút. Chi tiết máy chúng ta có thể thấy đế, đầu và thân bơm, tra dầu và kiểm tra dầu nhất, hai đầu để gắn pulley, ống chạm bơm bò, đầu điều chỉnh áp lực, van hút nước, van xả nước, đồng hồ đo áp lực và cuối cùng là van xịt. Bộ dụng cụ theo máy bao gồm kim hút và dây xả. Pulley, tờ lọc ráp, bộ ốc long đèn, bộ phút máy, khóa móc phút, đầu bơm nước Oshima sản xuất theo công nghệ Nhật Bản tại Trung Quốc nên chất lượng rất tốt và giá thành cực kỳ hợp lý, nên sản phẩm của Oshima được ưu chuộng nhiều tại Việt Nam.